Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Klaus Schwab, và chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong của WEF. Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng Chính phủ và cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Trung Quốc từ năm 2016. Chuyến thăm nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện kết quả chuyến thăm Trung Quốc hết sức thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm ngoái. Hoạt động đầu tiên của Thủ tướng tại Trung Quốc là cuộc gặp gỡ với đại diện bà con kiều bào. Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực vươn lên, những đóng góp của cộng đồng cho đất nước và quan hệ hai nước, nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn coi kiều bào là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, luôn có trách nhiệm, luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi người dân, dù ở trong hay ngoài nước. Thủ tướng đã dành thời gian thông tin với kiều bào về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, một số nét chính trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đặc biệt, Trung Quốc là một trong những nước cung cấp nhiều và nhanh nhất vaccine cho Việt Nam trong những thời điểm rất khó khăn của dịch bệnh, góp phần giúp Việt Nam vượt qua đại dịch. Thủ tướng cho biết, ngày mai, Thủ tướng sẽ hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, thảo luận nhiều nội dung quan trọng về hợp tác song phương, trong đó sẽ đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho bà con. Thủ tướng đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam cần huy động sức mạnh của cộng đồng để hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại được Đảng, Nhà nước giao phó. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi tới bà con, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc những tình cảm nồng ấm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mong bà con luôn phát triển, luôn hướng về quê hương đất nước và là cầu nối hiệu quả cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp, núi liền núi, sông liền sông giữa hai nước. Trước đó, Thủ tướng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành kính dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.